Rồi em lên cặp chim công nha mọi người nhé, chim công tỉa chất liệu gỗ hương. Cặp đây của em thì chiều cao là bao nhiêu cả? Quên, 54 mấy. Cao cặp đây của em là 54, cao 54 và ngang là 17 nha mọi người nhé. Mẫu này là mẫu chim công chất liệu gỗ hương. Chất liệu là gỗ hương nha cả nhà mình nhé. Cao 54 và ngang là 17. Đó, và gỗ hương một cái phần trắng đây là rác của gỗ, nhưng mà rác là rác rất là đẹp nha bác nhìn mình nha. Đó, rác rất là trắng, rất là đẹp luôn. Tương tác vào mọi người thả tim giúp em với nhá. Chiều cao 54 này và đường kính ngang là 17, chất liệu gỗ hương. Đó, một cặp duy nhất anh chị mình nhá, một cặp duy nhất chất liệu gỗ hương như thế này. Mọi người tương tác và thả tim thả like giúp em với nào các bác nhìn nhá. Thả tim thả like giúp em với nhá. Chiều cao là 54 và ngang là 17. Đó, em đang giao lưu với các bác thì mình cái cặp chim công chất liệu gỗ hương này với giá là 2 triệu bên em bao ship mọi người nhé. Với giá 2 triệu bên em bao ship vận chuyển này. Đó, một cặp duy nhất chất liệu gỗ hương như thế này thôi các bác thì mình nhé. Rồi em chào anh Thịnh Vũ nha, cảm ơn anh đã tương tác bài ạ. Đó, đằng sau này chất gỗ thì rất là ok rồi nha mọi người nhé. Chiều cao cặp đây là 54. Đó, chiều cao là 54 và ngang là 17. Xem nay mình tương tác giúp em với nhá. Anh Thịnh Vũ ơi, chia sẻ giúp em với nha mọi người nhá. Cả nhà mình có mặt trong buổi livestream của em mình cho em xin một nút chia sẻ với ạ. Chiều cao cặp đây của em là 54 và ngang là 17. Chất liệu là gỗ hương nha cả nhà mình nhá. Chất liệu là gỗ hương. Đó, và giao lưu với các bác thì mình cặp đây giá là 2 triệu bên em bao ship nhá. Giá 2 triệu bên em bao ship vận chuyển nha mọi người nhá. Thả tim thả like giùm em với nào các bác thì mình ơi, thả tim thả like giùm em với này. Đó, hiện tại trên bàn nai của em đang tất cả đều là gỗ hương hết. Đều là gỗ hương hết nha cả nhà mình nhé. Chào bác Xuân Định đang xem nha. Chào anh Đức Lượng nha. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà mình nhé. Đó, tất cả đều là gỗ hương và chuẩn là hương Gia Lai hết mọi người nhé. Chuẩn là hương Gia Lai hết. Chuông gỗ hương giá chỉ có 550k thôi các bác nhìn mình này. 550k là bên em ship tận nhà cho mình luôn. Một cái quả chung, dòng chung nhỏ nhỏ xinh xinh này, chung lên tủ lên kệ rất là đẹp luôn. Đó, và chỉ có giá là 550k thôi nha mọi người nhé. Chỉ có giá là 550k thôi các bác nhà mình ơi. Đó, vẫn là mình quan tâm tới cái mẫu chung này mình ủng hộ em nha. Rất là đẹp. Chiều cao bước đây, chiều cao chung này của em là 21, đường kính là 13. Cao 21, đường kính là 13 này. Rồi cảm ơn bác Tuấn Anh này, chào anh Hoàng Huy nha. Đẹp thế. Rất là đẹp luôn nha các anh chị mình ơi, rất là đẹp. Đó, và cái quả chôm này của em chỉ có giá là 550k thôi này. Rồi em lên cho mọi người một cặp chim công gỗ cẩm bông nhé cả nhà nhá. Cặp chim công này, gỗ cẩm bông, cặp đây là sẽ là chim công lớn luôn nha mọi người nhé. Hàng chim công lớn ạ. Chim công gỗ cẩm bông này cả nhà mình ơi. Rồi cặp đây kích thước lớn luôn nha cả nhà nha. Cặp ngoài hàng cẩm bông này em còn có hàng hương và hàng gỗ đổi màu ạ. Chào anh đồ gỗ Phú Quốc nha. Chia sẻ và mình tương tác giúp em với nhá. Về 60 luôn. 60 19 năm. 19 năm. Cao 60 và ngang là 19 năm lận nha mọi người nhé. Cặp chim đây rất là lớn luôn này. Rồi cặp đây của em là chim công lớn này cả nhà mình này. 1.700.000 cặp đây, giá em sẽ bao ship luôn nha mọi người nhé. Đó, lâu lâu mới có được một cặp chim công gỗ cẩm bông hàng kích thước lớn này cả nhà mình này. Đó, cặp đây ngang đến 19 năm lận nha mọi người nha. Cao 60 và ngang đến 19 năm lận ạ. 1.700.000 nha cả nhà mình nhá. 1.700.000 giá em sẽ bao ship luôn cho mọi người này. Đó. Lâu lâu mới có được những cái cặp chim công lớn nha cả nhà mình nhá. Bác nào mà thiện chí với hàng chim công lớn thì mọi người nhanh tay này. Rồi, xin chào anh người hai quê, chào bác Như Tít, chào tất cả anh chị em nhà mình đang coi like ạ. Đó, bác nào mà thiện chí với hàng chim công lớn rồi thì mọi người nhanh tay giúp em nhé. Chim công chất liệu là gỗ cẩm bông nha mọi người nha. Vào máy thì các bác có thể nhìn nó hơi bị mờ nhạt một chút xíu, chứ đi nhìn trực tiếp ở ngoài thì rất là đẹp luôn này cả nhà mình này.